một cái là giọt, sáng cái giọt, tuyệt đối là không thằng nào lấy trái cây của người ta nha. Ủa? Đinh ba nó giỏi về điện mới được. Alo. Ban tổ chức xin thông báo đến tất cả quý hương trước, bây giờ là 6:30. Ban tổ chức xin yêu cầu tất cả quý hương trước kiểm tra lại tất cả các nghi lễ để thỉnh sắc lần chót, để mình tập trung ra sân cờ để mình làm lễ chào cờ, để mình đi thỉnh sắc. Một lần nữa, ban tổ chức xin thông báo đến tất cả các bộ phận hương chức kiểm tra lại tất cả các nghi thức nghi lễ lần chót, để mình ra sân chào cờ để đi thỉnh sắc. Rõ quá, rõ ha. Yeah.
1, 2, 3. Được rồi, đủ hết chưa? Rồi, ông vô điều khiển ông nhạc được chưa? Rồi, ông nhạc rồi. Được chưa? Chúng ta bắt đầu làm lại bắt đầu chào cờ. Chuẩn bị. Hai bên đứng hàng nghiêm. Chào cờ, chào. Mặc niệm vị cha già dân tộc cùng các chiến sĩ trận dông đã giành độc lập tự do cho dân tộc. Một phút mặc niệm bắt đầu.
nay chúng ta hãy cùng quay lại cái thời điểm lịch sử ban đầu để nhận dạng một chút. Có thể nói là ngay từ khi mệnh cương chính trị đầu tiên của đảng ta vào tháng 10 năm 1930 thì đảng ta đã xác định rõ sự cần thiết là tổ chức các quân đội để tiến có trong thời kỳ quốc đại. Trong cái vai trò của mệnh cương chính trị đầu tiên của đảng ta có thể nói là đối với toàn đảng ta là một sự kiện quan trọng. Nhưng muốn nói mệnh cương thì có lẽ là chuyện này. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.